Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong hai ngày quốc tang, ngày 25 tháng 7 và ngày 26 tháng 7, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ dù, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Thông báo: lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7:00 đến 22:00 ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7:00 đến 13:00 ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13:00 ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15:00 cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang, ngày 25 tháng 7 năm 2024 và ngày 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ dù, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.